cho tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi công trình. Ồ, corona tuần nào cũng có. Đây, corona tuần nào. Hai. Đan đan ido kawa lự. Đan ido kawa lự. Cái này được đó. Hai. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần. Hôm nay thì mình sẽ đi công trình mọi người ạ. Và mình sẽ quay một cái video ngắn để chia sẻ với mọi người là cái công việc đi công trình của mình. Và có một chút cái hình ảnh ở công ty lớn tại Nhật Bản ấy. Thì mình cũng không biết ngày hôm nay quay được những cái gì, tại vì đi làm chung với người Nhật mà lại vào trong công ty lớn ấy. Thì mình mời mọi người xem video nhé. Đây là mình đang đi với lại ông chủ này. Hiện tại họ đang chạy ở trên cao tốc á, cho nên là cái tốc độ nó nhanh và cái tiếng ồn nó khá là lớn. Mong cả nhà thông cảm. Hầu như đường chưa có người đi. Ở Nhật này thì đường cao tốc nó nhỏ lắm, nó chỉ có 2 làn đường thôi. Không như Việt Nam mình, Việt Nam mình thì mình thấy là 3 đường, 3 làn đường với lại 4 làn đường. Nhưng mà bên đây chỉ có 2 làn đường thôi. Và bây giờ mình đã tới công trình rồi. Hay đó. Ok. Cô quay. Mấy lúc nãy mình trèo lên trên kia, mình hàn trên kia cả nhà. Sợ quá trời luôn. Nhau đi đây cảm giác sợ quá. Cô quay. Wow. Tới giờ nghỉ trưa rồi cả nhà ơi. Mình chào cả nhà nha. Thì hiện tại đang giờ nghỉ trưa của mình mọi người ạ. Thì trưa nay đi công trình xa cho nên là mình cũng không có mang cơm. Và vừa đi ra ngoài tiệm ăn cơm với lại nhà chủ thôi. Bây giờ mình về trong xưởng mình ngồi mình sửa cho nó ấm á. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem một chút xíu về cái công ty nho nhỏ, công ty cơ khí mà mình cũng hay thường xuyên đến đây làm nhé. Và công ty này thì hoàn toàn là máy tiện và máy khoan CNC nha mọi người. Đây. Công ty này thì cũng nhỏ thôi, không có lớn. Hoàn toàn máy CNC và hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là người ta đóng máy rồi. Và cách đây 2 tháng hôm trước Tết thì cái dàn cẩu trắng trắng kia là mình cũng đến làm nhé. Đây, hôm nay mình sẽ lắp cái dàn cẩu này. Và lúc nãy lúc sáng đến là mình phải trèo tận lên trên cao trên kia để hàn cái chốt trên đó.
mình hàn được một cây và một cây khiếp quá. Bảo cái ông chủ bảo là tôi sợ lắm, không tôi không leo. Mọi người thấy cái thang 8 mét, thang 8 mét nhé, mút cái thang luôn mà chưa tới. Thành ra là từ dưới đất lên đến đấy là 9 mét luôn. Mà cái thang nó trôi vơi như vậy, mình hàn được một cái thôi, mình không có làm. Đây là cái lò sưởi của mấy người người ta làm máy này này. Thì do ở Nhật này bây giờ nó là mùa đông á, cho nên là nó rất là lạnh. Người ta làm ấy thì thường thường cứ một máy, mỗi người có một cái lò sưởi như thế này, để cái bên cho nó có độ ấm á. Ok, mình sẽ ngồi đây sưởi ấm và tâm sự với cả nhà một chút xíu về cuộc sống Nhật Bản. Thì cũng như cái video trước mình cũng đã giới thiệu rồi, mình chỉ làm thêm ở đây những ngày thứ bảy và chủ nhật và những ngày lịch đỏ thôi. Sáng nay thì 7 giờ mình đã phải bước chân ra khỏi nhà rồi mọi người ạ. Mà sáng nay thì nó rất là lạnh. Sáng nay lạnh lắm. Sáng nay âm 3 độ. Mình chạy xe mà nó nhức hết bàn tay luôn. Thì từ xưởng nhà xưởng hàn này á mà đến công trình này thì 230 cây số. Đi khá là xa, mất gần 2 tiếng mọi người ạ. Thì thực ra là cũng có người nói mình là làm nhiều vậy tiền để đâu cho hết, với lại làm nhiều vậy thì làm để chết hay sao mà làm nhiều như thế. Thì thực sự với mọi người là mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau, một cái hoàn cảnh khác nhau, và cái vấn đề mà bảo là làm vậy thì tiền để đâu cho hết mọi người ạ, thì thực sự là làm vậy nhưng không được bao nhiêu đâu. Tại vì mình làm chính thức ở chỗ các cha á, là không có tăng ca. Mà cả nhà cũng biết rồi, đi làm ở bên Nhật này á, mà nếu mà công ty mà không có tăng ca, chỉ làm hành chánh thôi á, thì ăn chi phí đi rồi thì có thể là còn dư được chỉ có một ít thôi, không đáng là bao mọi người ạ. Mà như các bạn tu nghiệp sinh ấy, thì công ty nó hỗ trợ rất nhiều, và nhà nước họ cũng không thu thuế nhiều đâu. Còn mình là người gọi là người định cư đi, người định cư lâu dài ấy, thì tất cả các loại thuế, rồi bảo hiểm, rồi nói chung là rất là nhiều khoản. Người Nhật người ta đóng làm sao và người ta chi phí làm sao thì bản thân mình là chi phí giống người Nhật luôn. Và người Nhật thì người ta lại làm lương cao, và người ta có nhà có cửa ở đây, người ta không phải đi mướn, thì một tháng nó đỡ cho họ rất là nhiều. Còn mình là nào là tiền bảo hiểm, tiền mướn nhà, tiền sinh hoạt, đủ thứ tiền hết trơn á. Rồi tiền thuế, nhiều nhất là cái loại tiền thuế. Tiền thuế đủ các loại thuế, thuế xe, thuế đường, rồi thuế rất là nhiều loại thuế. Thì một ngày gần đây mình sẽ làm một cái video về cái mức lương, một cái chi phí sinh hoạt ở bên Nhật của mình cho cả nhà biết. Và cái vấn đề mà bảo là làm nhiều vậy thì để chết hay sao mà làm nhiều vậy á, thì nói thật với cả nhà là mình thì làm ở các cha không có tăng ca, và bắt buộc mình phải đi làm ngày thứ bảy chủ nhật và những ngày nghịch nghỉ lịch đỏ. Tuy nó mệt nhưng mà những cái ngày thường á, thì thay vì mọi người có tăng ca 2 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng cũng tốt rồi. Nhưng mà mình thì chỉ có 5 giờ thôi. Mình làm từ 8 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều. Thì cái thời gian mà buổi tối trong ngày trong tuần ấy, từ thứ 2 đến thứ 6 á, là mình không có làm gì cả. Và mình chỉ cơm nước sinh hoạt rồi là mình nghỉ sớm. Thì cái thời gian đó thì nó lại đổi lại với cái thứ bảy chủ nhật thì mọi người được nghỉ. Thì mình lại phải đi làm. Mình có một cái thiệt thòi là khi mọi người được nghỉ nguyên một ngày ấy, thì mình lại phải đi làm. Ví dụ mình có muốn làm một cái gì hay là chơi bời anh em bạn bè ấy, thì buổi tối mình rảnh thì mọi người đi làm chưa về. Và ngày thứ bảy chủ nhật mình đi làm thì mọi người lại được nghỉ. Vì cuộc sống mưu sinh nên là bắt buộc phải chịu vậy thôi. Mình có nghe những anh chị đi trước có tâm sự và chia sẻ
cũng có người bảo là ngày trước ấy thì người ta còn trẻ thì người ta giá mà người ta chịu khó làm thì đến lúc lớn tuổi thì người ta đỡ. Vì thế nên mình nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Cũng có thể bây giờ mình nói ra thì có thể có bạn là ném đá mình đấy, nhưng mà trường hợp này là mình nói là cuộc sống của mình thôi. Còn mình cũng không biết là cuộc sống của mọi người như thế nào á. Thì quan niệm của mình á là thời gian nó sẽ không chờ đợi ai cả. Và mình nghĩ rằng thay vì bây giờ mình còn trẻ là bản thân mình sẽ cố gắng làm việc, cố gắng chăm chỉ để là, tại vì bây giờ năm nay là mình đã ba mấy tuổi rồi, sắp 40 rồi, mà mọi người nghĩ là cứ một con người mình á là mỗi ngày một già đi. Hãy Ki Tokoro nè, ông chủ của mình đến đây chơi, đến đây sửa mọi người ạ. Thì mình nghĩ là con người mình á là mỗi ngày một già đi và mỗi năm thêm một tuổi, song song đó là cái sức khỏe nó sẽ đi xuống á. Thành ra là khi mà trẻ mình sẽ cố gắng làm hết mình. Thứ nhất là vì bản thân mình trước, rồi sau đó là vì gia đình, vợ con, vì cuộc sống của mình sau này á. Chứ mình nghĩ là bây giờ mà không tranh thủ làm á thì một vài năm nữa cái sức khỏe của mình nó xuống rồi, sẽ không còn làm được nhiều á. Thì lúc đấy thì sức khỏe không có thì sẽ khó khăn cho việc kiếm tiền đó mọi người ạ. Thành ra là mình sẽ cố gắng làm hết sức. Nhưng mà đổi lại ngày thường mình sẽ nghỉ để lấy lại sức, chứ không phải là ngày thường mình cũng đi làm, mình cũng đi tăng ca đến muộn về mọi người ạ. Và mỗi khi mà đi công trình rất là mệt, nhưng mà đổi lại thì mình sẽ được đi đây đi đó, và mình sẽ được ngắm những phong cảnh. Mình thì rất thích là ngắm phong cảnh mọi người ạ. Cảnh ở bên nhà Nhật này thì rất là đẹp. Thì trước mình ở bên Việt Nam thì cũng chẳng có điều kiện đi đâu nhiều, cho nên là mình cũng không biết là cái phong cảnh bên Việt Nam nhiều á. Tại vì mình chỉ ở cái khu mình ở thôi, thành ra mình cũng không nhận biết được nhiều. Và sau khi đi sang Nhật này thì mình chỉ biết bên Nhật này thì mình cảm thấy là cái phong cảnh hiện tại ở trong đầu mình nghĩ là chỗ bên Nhật này là rất là đẹp và mình rất là thích thú nó. Và mỗi lần đi công trình ấy thì mình thấy là mình hơn được các bạn tu nghiệp sinh, hoặc là hơn được những người mà làm có một hãng thôi. Thì giả dụ như làm có một hãng hoặc là làm một cái máy thì chỉ có biết suốt, chỉ có biết mỗi cái chỗ đấy thôi, không biết cái gì ngoài chỗ đấy. Nhưng mà mình thì đi được đi đây đi đó rồi, mình biết thứ nhất là gặp gỡ được nhiều người, thứ hai là biết chỗ này chỗ kia. Thành ra mình rất là thích, tuy công việc nó mệt đấy. Và bây giờ mình chuẩn bị đến 1 giờ, chuẩn bị vào công việc rồi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình chào cả nhà nhé.